Thì việc như thế rất là hy hữu. Kiểu thi ca, các chúng Bồ Tát, hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, quán các Pháp đều không, hoàn toàn không sở hữu. Thì ai chìm, ai đắm, ai nghi, ai ngờ, ai mê mở, ai hoang mang. Thế nên việc này chưa phải là hy hữu. Nhưng vì hữu tình ngu si, điên đào, chẳng thể thông đạt các Pháp, đều là không nên cầu Bồ Đề. Muốn tuyển thuyết phương tiện thiện xào cho họ thì chẳng phải là việc khó. Trải đế thích thường, tôn giả thiện hiện, những điều ngài nói ra đều y vào không, thế nên những điều nói ra thường không ngăn ngại. Như có người đem mũi tên ngửa mặt bắn lên hư không hoặc gần hoặc xa đều không ngăn ngại. Khi ấy trải đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn những gì con và tôn giả thiện hiện đã luận bàn là thuận với thật ngữ, thật pháp,